Xin chào cả nhà, chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Tin Nóng Tự Dân. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày cuối tuần thứ bảy, ngày 20 tháng 7 2019. Chúc toàn thể quý vị có một kỳ nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc và an lành. Thưa quý vị, ngày hôm nay Xuân Dũng xin được đại diện các mạnh thường quân đến nhà của nhà trò của em Trọng Nhân, một em đang bị ung thư xương ở vai. Mình sẽ trao một số phần quà mà các mạnh thường quân đã gửi về từ trong và ngoài nước. Thì hôm nay là lần thứ hai mình đến nhà em Nhân để trao tiền. Thì lần này thì tổng số tiền nó được nhiều hơn. Lần trước thì tầm khoảng hơn 10 triệu, lần này thì được gần 20 triệu. Tổng số tiền hôm nay là được 19.200.000 đồng. Một lần nữa rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành cùng với Victor Dũng với kênh YouTube Tin Nóng Tự Dân. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, thì mình đang đi vào nhà của em Nhân để trao số tiền mà quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gửi về cho em Nhân. Số tiền hôm nay cũng tương đối nhiều, cũng gần 20 triệu. Chú đi chợ mua bánh về hả? Làm cho Nhân ăn sáng hả? Trứng gà. Còn bà đây là sao? Bà gì? À, bà gì à? Bà gì của nó là bà gì của cô. Dạ. Bà xuống mà cậu tôi bà này lô vô đâu có nấu nướng gì được hết. Wow, hôm nay phải thêm thở thêm oxy hả? Nó bị sốt, chở đi bệnh viện Mỹ Tho luôn, sốt nó hết biết luôn. Sốt khi nào chứ? Sốt hôm sáng qua. 40 mấy độ. 40 mấy độ luôn hả? Tối hôm qua. Chứ không phải tối này nha. Đáng quần luôn. Mình đâu có biết nó sản hết biết luôn. Đang truyền nước, kêu bác sĩ này nè, truyền nước. Dạ. Truyền hai bữa rồi, thấy truyền cái bữa trước rồi thì nó hạt nó khỏe. Rồi kêu bả truyền tiếp đi, ngày cái chuyện trai mà truyền ngày qua, ngày kia thêm trai nữa là nó rút nước biển ra là tới từ 10 giờ là nó sốt, nó quần mất áo, nó la quá trời, tóc chở đi. Tóc chở đi. Nó hết biết luôn à. Mình giờ chở đi rồi, ở đây là muốn cho ông tao để đây. Ừ. Mình chở đi giờ ở đây bây giờ, tao kêu chở vô công viên cấp cứu, vô công viên cấp cứu. Có thấy vậy hôm qua lại đủ luôn, không chở luôn. Cái bắt đầu chuyển luôn xuống Mỹ Tho, chuyển xuống Mỹ Tho thì cái nó làm nó gửi một đêm. Mình sáng mình thấy bác sĩ nó hơi nó khỏe cho gì, mình muốn rồi tôi xin về thở phụ nó, thì nó mệt, bây giờ nó không còn sức nữa. Nó mệt, nó thở phụ. Bây giờ gắng cho nó ăn, bự dưỡng, nó có sức khỏe là nguyên quá trị lại. Dạ. Nó sức yếu quá, chỉ đâu có đi đi chợ gãy thì bác sĩ năm giờ nó yếu quá, không có quá trị được. Mình không còn nói chuyện với ai, mình là khỏe nói được 1 tiếng 2 tiếng. Mệt là nó không nói. Hôm 1 giờ vậy cho ăn cháo rồi uống thuốc, uống nhờ chú với mấy cô đó xong thôi chết rồi. Mình cũng chạy là hết nhà, chứ mà đâu phải bỏ con gì đâu. Mình cho nó ăn đi rồi mẹ là có sức khỏe mẹ đưa đi chỗ nào. Bình oxy về là chạy được mấy ngày mới hết. Nó nói 3 ngày đó. 3 ngày. Hôm qua xe cấp cứu đưa về hỏi nó nói 3 ngày. Yeah. Bình về là nhiêu tiền, hết nhiêu tiền? 300.000 tiền nước. Thế 2 triệu. Thế chân 2 triệu. À, tức là mình thế chân 2 triệu thôi chứ còn như mà nó chỉ 300.000 đúng không? À, hôm qua xe cấp cứu đưa về làm cái bệnh là thấy chân 2 triệu. Dạ. Với nước nói 3. Từ tiền xe nói nước 300 với xe 300 nữa. Dạ. Yeah. Là 2.6 triệu. Dạ. Sáng giờ hôm qua anh giờ nhân quan uống gì được không nha chứ? Ăn chút. Không ăn được 4-5 muỗng cháo. Uống sữa. Ăn hôm ngủ sáng ngủ được. Không ăn. Lên bác sĩ nói là về bồi dưỡng rồi đã rồi mới lên xà thì được. Vì có cho uống thuốc gì không? Có cho uống thuốc. Yeah. Mình cũng phụ thuốc
ta cho nó phụ thêm hai thầy thuốc chủ ấy được đó, thì nó con hoa có sức khỏe là đưa nó đi chẩn làm chẩn chứ đâu có để nhà làm chuyện chẩn gì đây, nó sống được lắm. Anh chị em cô bác cho tiền cũng trông mong mình là đưa cháu đi bệnh viện gửi chị. Bây giờ mình nói mình có tiền để nhà không có được, thì nó đâu nó tới. Tiền cô bác giúp đỡ vậy là mình phải làm theo ý lời cô bác. Đúng rồi. Chúc những cô bác. Dạ. Chừng nào nào đối đế là nó không qua khỏi á thì mình cũng sao. Dạ. Con cố gắng lên đi, không sao. Thì nay con xuống thì cũng gửi tiếp số tiền các mạnh thường quân gửi về cho em. Dạ. Dạ, để giúp gia đình mình cố gắng đó, thuốc thang chạy chữa bác sĩ đi bệnh viện để cho em nó phục hồi sức khỏe hơn. Dạ. Dạ. Hôm nay con đưa về tổng số tiền cũng được 19.200.000 đồng. Dạ. 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 Tiền này thì gồm có của thứ nhất là của những mạnh thường quân như sau. Của cô Nguyễn Thị Gái ở Cali Mỹ gửi về 100 đô. Dạ. Một bạn gái xin được giấu tên mà đang làm việc tại Đài Loan. Bạn này thấy Nhân cũng từng đi Đài Loan làm việc á. Thì bạn này cũng ở bên đó. Mà không lấy tên hả? Xin được giấu tên gửi về cho 100 đô. Không biết cả, chắc là không khéo là người yêu cũng có nè. Bạn này cũng biết Nhân, bạn biết Nhân. Dạ không, nghe nói là vậy thôi. Nghe nói là Nhân đã từng đi làm việc ở Đài Loan nhưng mà gửi tiền về xin được giấu tên. 100 đô. Dạ. Cô Nguyễn Thiệp ở bên Úc gửi về 50 đô la Úc. Dạ, một chị gái ở Vũng Liêm, chị này làm nông dân à? Dạ, chạy ra bưu điện và gửi qua bưu điện cho con là 300.000 đồng. Rồi, một chị Yến ở là một mạnh thường quân ở thành phố Bến Tre gửi về 1.500.000. Cô Bích Thảo mạnh thường quân tại Long Xuyên gửi cho em 2.000.000. Chị Vân một mạnh thường quân tại Dĩ An Bình Dương gửi về cho em 3.000.000. Chị Vi Thông gửi về cho em 500.000 đồng. Chị Cao Thị Cơ ở Bình Dương là công nhân thôi, 250.000. Chị Mai Thị Thu Dân ở Bình Dương cũng 250.000. Hai chị em đó là chị Liễu và chị Nguyệt ở bên Mỹ gửi về cho em là 3.000.000. Cô Nguyệt ở Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh gửi cho em 500.000 đồng. Cô Mai ở thành phố Long Xuyên 500.000 đồng. Cô Xuân Lan và Peter ở bên nước Úc gửi về cho em là 2.000.000. Vậy dạ, vì tổng số tiền á, tiền mặt á là 13.800.000. Còn với là còn với 200 đô la Mỹ và 50 đô la Úc. Tiền đô la Mỹ và tiền Úc thì con đã đến ngân hàng đổi và con về là tổng số tiền của mình hôm nay đó là con trao cho hai bác là 19.200.000 đồng. Dạ dạ. Rồi. Chú Dũng cho tôi gửi lời cảm ơn cô chị anh chú bác. Dạ. Cảm ơn hết là rất là cảm ơn vì gửi tiền qua để lo bệnh cho cháu. Rất là cảm ơn mấy cô bác anh chị ở bên nước ngoài. Dạ. Cảm ơn hết, chú chuyển lời giùm Nhân với bác nha. Dạ. Rất là cảm ơn. Cái gì vậy? Đừng có cho nó uống nhiều quá. Nhiều một miếng thôi rồi nó rút ra. Cứ đưa cho nó úp ống cho nó hút rồi nó nhiều quá nó sạch. Thì bây giờ con trao cho cô số tiền là 19.200.000 nè. Nếu như cho nên là con nhờ cô kiếm lại giùm con tại vì số tiền rất là nhiều. Cô kiếm lại giùm con có sợ có thiếu sót gì không? Dạ. Là bao nhiêu rồi cô? 19.200.000. Dạ. Cho chú Dũng cũng rất là cảm ơn chú. Chú giúp cho gia đình của bác. Bác rất là cảm ơn. Người chuyển lời dùm mấy nói từ trong ngoài nước, trong nước. Cũng giúp đỡ cho cháu được số tiền này để trị bệnh. Bác rất là cảm ơn. Dạ. Cảm ơn hết. Dạ. Con nghĩ rằng là số tiền này thì nó cũng không phải là nhiều so với cái
cái bệnh tật của em nó đã vậy. Dạ. Số tiền này thì nó chỉ cũng để mà hỗ trợ cho em đâu được tầm khoảng là 1-2 lần đi nhập viện thôi. Dạ. Dạ. Thì cũng không nhiều. Dạ. Thì có bao nhiêu đó thì gia đình mình nhận bấy nhiêu. Rất là cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Cố gắng chăm sóc cho em cho mình khỏe. Chắc bác cũng không biết đường đâu mà giờ nào mà nói được. Vì hết kiệt sức rồi. Không còn gì, nó cũng không làm phiền chị em cô bác. Dạ. Thấy gì rồi nó nói mẹ ơi. Bây giờ nói thì cái chú cũng không ham gì, chuyện của chị em làm cực khổ hết, ai cũng làm cực khổ. Dạ. Bởi vì là lo hết nổi rồi mới nhờ tới cộng đồng. Dạ. Với ban mạnh thường quân thực hiện giúp đỡ. Dạ. Rất là cảm ơn. Dạ, có gì bác. Dạ, dạ. Nhân gửi lại cảm ơn. Thôi được rồi, nhân mệt rồi thôi bác ơi, đừng ngay nữa. Dạ. Ngồi quá chú Dũng này, có anh thằng một rồi chú Dũng. Dạ. Thôi à, chú coi chăm sóc nhanh cho nó kỹ càng ha. Dạ, theo dõi cháu 24/24 dùng ha. Dạ, đấy bây giờ bọn bây giờ con phải xin phép con phải đi dạ đến nơi khác á. Dạ. Dạ, làm cái này giờ đi tối ngày nhé chú. Dạ. Thì kêu lấy làm từ thiện, bây giờ mình không có giúp được cái gì, mình làm cái này cũng quá có được rồi. Dạ. Cũng làm từ thiện gì là quá. Nhanh cố gắng nha em, cố gắng lên nha. Ừ. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn. Rồi, vậy ha. Cảm ơn anh. Dạ, anh chào ạ. Thôi được rồi, cô đừng phải tiện con đó. Dạ, cô vào với em đi. Dạ, dạ. Cảm ơn chú Dũng nhiều. Dạ, dạ, có gì cô ạ. À, mời thưa các bạn, thì cách đây tầm khoảng 4-5 ngày. À, lúc đó thì em nhưng không có tiền để đi bệnh viện. Tại vì trong nhà đã cạn kiệt hết tiền rồi, đã vay mượn khắp nơi cũng hết sạch rồi. À, số tiền mà em nhân dành dùng từ bên Đài Loan đi làm hơn 2 năm được cũng gần 200 triệu về để định cất cho ba mẹ một cái nhà, mua miếng đất cất cái nhà thì cũng đã sử dụng vào cái chữa bệnh cho em thì cũng đã hết. Ngoài ra gia đình còn đi vay mượn thêm. Khi mình đến đây thì gia đình đang, mình có thể nói rằng đang rất là tuyệt vọng vì không còn tiền để đưa em đi bệnh viện khi mà cái lần tái khám trở lại. Gia đình chỉ trông chờ vào thuốc nam thuốc bắc, bỏ thuốc của những bài thuốc mà người ta chỉ. Tuy nhiên thì mới đây thì cách 4 ngày 5 ngày mình có đưa đến hỗ trợ cho một số tiền cũng, và các mạnh thường quân khác, số tiền cũng của các mạnh thường quân thì cũng hơn 10 triệu gần 20 triệu thì em nhân đã được đưa lên bệnh viện. Tuy nhiên thì lên đó thì bác sĩ kiểm tra thấy sức khỏe của em quá yếu và cho em về để phục hồi sức khỏe xong rồi hãy lên để xạ trị. Tuy nhiên khi em về được 1 ngày 2 ngày thì lại tiếp tục triệu chứng của em lại mệt hơn. Hôm qua em đã sốt, lên sốt và co giật, gia đình phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Và như các bạn đã thấy, sau khi từ bệnh viện trở về, ổn trở về thì em phải sử dụng bằng bình oxy. Và cũng cầu chúc mọi người hãy cầu nguyện, cầu chúc cho em sau đó cho mình khỏe để em lần tới lên xà đi để sức khỏe của em được ổn định hơn. Một lần nữa, thay mặt gia đình cũng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các quý mạnh thường quân, các khán thính giả thân thương của kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị luôn luôn gặp nhiều may mắn, an lành và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.